大侠生来胆气豪，拳打九天，脚踩阴阳面，风吹头骨山河动，电闪惊奇岭五娘绕。太平待诏归来日，朕与先生结战袍。嗨嗨嗨嗨！谢谢诸位，谢谢诸位。Hẳn là chư vị đều biết Tam Đạo được Thuận Thiên Phủ treo thưởng cao nhất là những ai? Minh Hỏa Tông, Thiên Diện Hồ, Bạch Y Đoạn Vân, chuẩn. Trước tiên nói về tên đầu tiên, Minh Hỏa Tông. Kẻ này tuy ở Phật nhưng lại không ăn trong miệng Phật, không chữ đạo tu thân. Ngược lại sở thuật dùng thuốc nổ. Những lời hắn đi qua, tất cả cũng khói lửa ngập trời, giả sắc tai ương cho chúng sinh. Minh Hỏa Tông tam sinh phù đồ vinh tu sở, Bồ Tát đối thủ mại nạc hà. Hay, hay lắm, hay lắm. Cảm ơn các vị, cảm ơn các vị. Đây là ai? Mặt quái quái. Kẻ này là thứ hai trong Tam Đạo, Thiên Diện Hồ Hoa Đạo Thường. Hoa gia, chẳng đi đâu thế? 3 tháng này chẳng thấy bóng dáng đâu. Các nàng có nhớ ta không? Nhớ chứ. Hoa gia nói sẽ được cùng nô gia đi thả hoa đăng. Chẳng định đèn người ta thế nào? Hoa gia, uống thử rượu ngon tây vực nô gia chuẩn bị cho chàng này. Quả như rượu ngon bồ đào, dạ quang bôi. Nhất là chiếc ly này, giá trị không rẻ nhỉ. Hoa gia thật có mắt nhìn. Bảo bối này là nô gia đã có 100 lượng vàng mới mua được đấy. Tục quật này của ngươi sao có thể so sánh với cửu long bối của định quốc công hiến cho hoàng thượng? Ngươi nói ai tục? Tục quá chi là tục. Ngươi nói gì hả? Là thì làm sao? Ngươi vốn dĩ là tục vật. Thôi được rồi. Hoa gia, chẳng xem nó kìa. Chỉ là một cái chén. Có gì mà bảo bối? So sánh được với các cục cưng của ta. Hoa gia tới đi. Đừng mà. Hoa đạo thường. Đứng lại, ngươi đang gọi ta sao? Lão Vương, mắt tinh đấy. Không có việc gì thì nô gia xin phép. Nghe đồn Thiên Diện Hồ có 1000 gương mặt, nam nữ khó phân biệt, thiện ác khó lý giải. Sao? Có cần giúp đỡ không? Chính là Vân La Duệ Địa Tô Lưu Bạn, Tùy Hải Triều Thanh Bất Chi Khanh, Thiên Diện Hồ Hoa Đạo Thường. Đoạn Vân bay mất rồi. Kẹo hồ lô vừa ngọt vừa giòn đây. 3 văn tiền một sâu. Mẹ ơi, kẹo hồ lô kìa, mua một sâu đi. Con muốn ăn, mẹ ơi. Con bé này, mua một sâu đi. Không mua nữa, đi thôi. Vâng, đây. Này, cướp, có cướp. Mẹ ơi, đứng lại, bắt cướp. Bắt cướp đi. Đứng lại. Bên này. Bên này. Đi nhá. Bên mất rồi. Chạy nhanh nhỉ. Làm ông đây tìm mệt ghê. Bỏ lên đây. Hoàng gia sơ cao đánh khẽ có được không? Tiểu nhân trên có mẹ già 80. Đừng có làm bộ. Đây là của muội à? Kẹo hồ lô. Hữu. Mẹ ơi. Hữu. Ban nãy. Đi mà, kẻ cuối cùng khi được liệt vào Tam Đạo cùng Minh Hỏa Tông và Hoa Đạo Thường, nhưng lại có phong thái hiệp sĩ. Chính là kiếm phong ỉ đạn kích thiên xích, bạch vân nhật thượng ảnh trung tiên. Chính là Bạch Y Đoạn Vân.